được quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip tiếp những sản phẩm của ngày hôm nay. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang phối ghép một bộ sản phẩm nghe nhạc gồm 3 thiết bị. Thiết bị thứ nhất là một cặp loa JBL có model L112. Loa được sử dụng 3 đường kính, 1 bát 30, 1 chung giấy, 1 chép và có 2 vi tinh chỉnh, 1 lỗ thu hơi phía trước. Và cửa hàng đang phối ghép cùng với một chiếc âm ly Luckman 505S 25 mã cùng với một chiếc đầu Luckman D600S. Vâng, tại thời điểm này thì cặp loa JBL L112 có giá là trên 30. Một chiếc âm ly 505S 25 mã có giá trên 40. Một chiếc đầu CD Luckman D600S có giá trên 20. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính mời những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh cùng vào thẩm âm và đánh giá chất âm của bộ sản phẩm mà cửa hàng đang phối ghép. Vâng, sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe và thưởng thức. Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, khói vĩnh biệt thiên. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, khói vĩnh biệt thiên. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.